Những thú cưng trong nhà, dù được chọn nuôi theo giống loài hay hình thức nào thì cũng đều trở thành niềm vui của gia chủ. Trong đó, cách đây khoảng gần một năm, cư dân mạng bất ngờ phát sốt trước một chú heo rừng màu đen nặng đến 200 kg, được một gia đình ở Sài Gòn nhận nuôi. Thì mới đây, chú heo rừng này còn được lên báo nước ngoài. Cư dân mạng quốc tế liền bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ. Theo miêu tả của dân tình lúc đó, thì chú ta có tên là bé Uẩn. Ban đầu chỉ nặng 4 kg, nhưng sau khi được nuôi trong nhà 2 năm thì đã nặng lên 200 kg. Bữa ăn chính của chú ta là bánh mì thịt trộn cùng sữa đặc pha loãng. Uẩn ăn hết 6 ổ bánh mì trong 3 bữa chính mỗi ngày. Mỗi ngày, Uẩn tắm 2 lần vào sáng và tối. Hình ảnh chú ta như một thành viên trong gia đình ở Bình Chánh, Sài Gòn. Đã có nhiều người trả số tiền lớn để mua Uẩn, nhưng gia đình vẫn nhất quyết không bán. Và mới đây nhất, cư dân mạng lại một lần nữa trở nên xôn xao với Uẩn khi hình ảnh của bé được lên báo nước ngoài. Tờ báo này đã bày tỏ khá bất ngờ trước việc một gia đình ở Việt Nam có thể nuôi thú cưng hoang dã như vậy. Bé Uẩn đã được lên báo nước ngoài và chắc hẳn cộng đồng mạng quốc tế ai nấy đều phải rất ngạc nhiên. Có thể nói trong cuộc sống, đôi khi sẽ xảy ra những điều rất lạ lùng mà không phải ai cũng hiểu được. Với gia đình này cũng vậy, họ có Uẩn cũng đã thành quen. Và theo chia sẻ, dù có rất nhiều người trả số tiền lớn để mua Uẩn, nhưng không ai đồng ý cả, bởi Uẩn chính là một thành viên không thể thiếu trong gia đình họ.